Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ review chiếc Nurgle xe tăng vàng cày cuốc miễn phí trong sự kiện Halloween Babylon Project. Đây là phiên bản clone của tăng hạng đẳng cấp 8 Anh Quốc Crusher, đã có sẵn camo 3D không thể thay thế được, nhìn cũng cháy phết đấy. Ngoại hình thì xấu thê thảm, không biết những thứ bên trong có thể cứu vãn được không, hãy cùng mình tìm hiểu. Hỏa lực từ khẩu pháo 55 powder, có sát thương thời đại mới, 350 với đạn AP và ABCR, 500 với đạn HE nổ mạnh. Độ xuyên trung bình đạn thường không cao, đạn vàng thì cũng ở mức tạm ổn. Quá trình nạp đạn 10,5 giây. Thực ra đây không phải con số quá lâu nhưng cũng không phải quá nhanh. Trước khi cập nhật bản 1.26.1, con hàng này có sát thương trung bình mỗi phút ngang kèo với chiếc Kennevul Exynix. Mà không hiểu tại sao Wargaming đã chặt đi cái thông số ngon lành cảnh đảo như vậy. Độ phân tán 100m và thời gian ngắm mình nghĩ là cân bằng. Những thông số khác như sau, ổn định nòng pháo 0,16 và 0,10, con số này không đến mức tệ. Nhưng nếu đặt vào tốc độ tối đa chỉ có tiến 24 lùi 16 thì có vấn đề đấy. Con này gán vai trò là toàn diện, tốc độ như hàng tấn công. Điểm mạnh hạ nòng trừ 10 của đám Anh và Mỹ. Thông số giáp cơ bản khá là dày, chút nữa sẽ xem hiệu quả. Số máu chỉ có 1.400, ngang với ta hạng nặng vai trò hỗ trợ. Wargaming đang làm cái điều gì ở đây vậy? Tầm nhìn thì mù 360. Đây có phải hàng Anh và Mỹ không thế? Đây là hiệu quả giáp phía trước, phần gầm khoảng 180, thân trên 240, hai má tháp pháo hơn 300, mang nét dao động từ 4 cho đến 500, 4 cục U. Có ai mà chịu nổi, anh em có hạ nòng ấy thì hai cái cục U phía trước nó vẫn lộ ra nhưng không to, cố gắng bắn xong thì lắc cái tháp pháo sẽ che chắn được nhiều. Nhưng xe chặn đạn thì sao, hơi khó khi hai má thân chỉ 160mm hiệu quả, nên chơi tập thò tận dụng cái phần xích này, cứ đưa ra biết đâu kẻ địch bị mắc lừa. Cá nhân mình khuyên thật anh em, hãy mang thiết bị như vai trò tấn công, không thể thiếu được bộ gia cố cải tiến, thêm thép đệm để phòng pháo tự hành ném hay là đạn nổ bay đến, nitro nếu cảm thấy xe tăng đi chậm, thông nòng để cải thiện sát thương trung bình mỗi phút. Những thiết bị khác có thể tùy sở thích mỗi người. Bây giờ hãy cùng mình chiến đấu trên chiếc xe này nào. Ấn tượng ban đầu của mình về Crusher và Nurgle đều không tốt. Thân hình to xác, dài, chậm chạp, độ xuyên không cao, bắt buộc phải tiếp cận gần đến kẻ địch, dễ đục hơn hoặc ngắm bắn điểm yếu, chắc chắn sẽ không dành cho tay mờ. Bản đồ clip, mình đang tấn công cánh 89. Có giao cho anh. TA6E5 đang phải chống đỡ T832 và Bisonte. Có góc không? Mình quyết định đẩy thẳng lên, chiếm tảng đá phía trước, tấn công kẻ địch. T832 chú ý. Hai người đổi máu cho nhau. 350 sát thương nằm giữa 3 và 4, nên đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác đẩy trở lại tốt. Hãy cứ nghĩ đây là 320 sát thương và nữ hoàng độ liên tục. Vừa nói xong nhảy xuống 327, chả tê. Tiêu diệt chiếc Pisote nhanh chóng, giải quyết chiếc T832, mở con đường phía trước. Peregrine vừa bắn trượt, T832 cũng bắn không xuyên. Mình lại phải là người giải quyết. Có vẻ như tàu hàng nặng bên địch đang giao tranh nhiều ở vùng trung tâm mà không để ý đến con đường này đã mất. Bọn mình sẽ đẩy lên, tìm một góc bắn tuyệt vời vào đằng sau. Peregrine bên địch rút lui nhanh thế nhở? Vừa ở dưới cơ mà. Xuyên chiếc 703 đằng sau. Có thể bắn xuyên qua vật cản vào chúng. Rơi xuống đất. Quay sang yểm trợ đồng đội. Đấu rất nhanh chóng. Vẫn còn nhiều máu, quyết định đẩy lên, dù biết rằng ở vị trí K5 có người. Cái gì đấy, Saladin? Sao đứng ở trên đấy vậy? Không xuống soi ông nội à? Su-130PM vừa sử dụng đạn thường bắn xuyên mình dễ dàng. Phần gầm yếu mà. Đứng ở trên cao cũng có thể đục thẳng phần thân trước. Mình đang cố gắng đi chéo, tạo thêm hiệu quả giáp. Dù bắn không xuyên. Phía trước có kẻ địch, Rapper. Mình tính chuyển sang nổ, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội, bắn luôn. Dù bắn trượt, may quá. Dù
có thể tiêu diệt chiếc Rapper. Vai trò toàn diện và đẩy đường như hàng tấn công. Đó cũng là phát đạn cuối cùng của mình trong trận đấu này. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ Mountain Pass, mình đã sử dụng xích dụ kẻ địch bắn vào và khiến cho họ lãng phí đạn. Tạ nhẹ Bless làm gì đây? Đẩy sông băng ạ. Gặp ngay T832 và SRVK đang đẩy xuống. Chạy làm sao được. Bị kẻ địch tông thẳng ạ. Không hề nể nang. Chơi sai cánh nó thế đấy. Ý định ban đầu muốn phá xích chiếc T832 để đồng đội đằng sau bắn. Tiếp theo là SRVK. Anh ta bắn không xuyên. Cơ hội để ra bắn thêm viên nữa. Hơi khó. Dụ được một viên từ chiếc T832. SRV vừa bắn. Vẫn phải đề phòng hai pháo chống tăng ở đằng sau. Một pha bắn hơi dở của mình. Sử dụng đạn vàng thì tôi chịu rồi. SRVK thêm một viên nữa bắn vào xích. Nó giống như đám chức chiêu ấy. Xích nó lòi ra ngoài như thế này thì chơi thập thò nó khá là vui. Nên là full kỹ năng sửa chữa. Chỉ cần sửa 5 đến 6 giây là xong. T832 đang tập trung vào đồng đội mình. Thêm được một viên, nhưng cái giá phải trả vì Vipera ở bên trên bắn xuống. Hay, đồng đội mình vừa đúng cho phát. Đây là lần thứ 3 hay là thứ 4 kẻ địch bắn vào xích của mình không hề gây sát thương nhỉ? Đành kết liễu anh ta thôi. Được đà chiến thắng, sống lên. Vipera vẫn tiếp tục đi ra bắn mình ạ. Lì thế nhở. Chỉ còn 430 máu. Liệu mình có thể sống sót và tiêu diệt kẻ địch này? Cánh 1-2 cũng đang đẩy. Mình với Boras đang là thương binh. Vipera cũng thế. Có vẻ như cỡ nòng của chiếc Crusher hay Nurgle không đủ để mình overmatch phần động cơ của chiếc Vipera. Boras làm gì đây? Sao đứng yên? Tí nữa thì hẹo nhá. Đục trúng cụ U của chiếc Vipera. Phía trước là hai kẻ địch sắp giấy. Mình có chuyển sang nổ. Nổ mát. Nhanh tay chuyển sang mục tiêu Bless, khiến anh ta mất gần 500 máu. Mình sẽ áp dụng chiến thuật nghiêng xe. Đục trúng phần thân. Anh ta vẫn không hề di chuyển. Uầy, bắn xuyên qua xích trúng phần gầm của mình. May mà vẫn còn sống, 48 máu. Hori 2 đang ở đằng sau. Mình sẽ đẩy lên để tiêu diệt chiếc Nomad. 346 sát thương, cũng bay rồi, nếu đẩy thiệt hại tệ, mình có thể sẽ bay màu. Nomad đang dụ anh ta bắn vào xích. Xanh tâm. Nhưng khi mình khai hỏa thì trúng cái vị trí nghiêng, đẩy đạn. Đồng đội đã kết liễu thành công. Quay trở lại giao tranh với chiếc Hori. M46 button cẩn thận. Lúc nãy chiếc Nomad sử dụng sa đạn Hess chỉ gây ra 46 sát thương. Mình vẫn còn 2 máu. Hello Hori. Nghiêng xe tí. Xong. Anh ta sử dụng đạn AB vàng thì mình chịu. Có khi bắn thẳng phần thân trên của mình cũng xuyên đấy chứ.
Crusher chỉ mong muốn vào phòng cấp thấp mới có đất thể hiện nhiều. Gặp đám 9-10 ngại kinh khủng. Bản đồ Stepped, chế độ đôi công. Mình đang chấn thủ cánh 1-2. KV3 và M2I. Cho các bạn sử dụng đạn vàng. Ù não to quá. Viên nữa là bạn đi. Nhanh chóng giải quyết chiếc M2I. Tiếp theo là KV3. Mình không cần sử dụng sát đạn vàng. Đề phòng vị trí G1 có 2 kẻ địch. Scope đằng sau. Chuyển mục tiêu nhanh chóng khiến anh ta đứt xích. Nhanh chân đấy. Đang tìm góc bắn chiếc KV3. Cũng phải đề phòng chiếc scope. Anh ta vừa khai hỏa. Cơ hội tấn công KV3. Pháo hơi nòi chòi. Giải quyết xong 2 kẻ địch ở phía trước. Chuẩn bị di chuyển vào bên trong. Scope đã lùi. Đây là cơ hội băng qua. Tiger về với chúng tôi à. Như vậy là cánh này chỉ còn chiếc scope đang chống cự. Mong là đồng đội sẽ canh cái căn cứ, reset tạo thêm thời gian cho bọn mình. Đi tắt xuống, đuổi theo kẻ địch. Hình như 50 TB đi cánh kia hay sao ấy. Thế quá dễ cho mình. Chạy đâu? Cống trúng giáp. Đứt xích ạ. May là có pháo tự hành nên có thể liên tục reset. Đúng là 50 TB đi cánh kia. Mãi không gặp. Tính trao đổi chiêu thức tí. Chậm quá anh em ơi. Mình có mang nitro rồi đấy. Gặp phải những địa hình kém hay là dốc toàn dao động dưới 20 km/h. Toàn diện cái gì chứ. Yêu cầu của cái mình đổi vai trò ngay cho tôi. MTB ở phía trước. Nhưng vòng tròn hiển thị của mình chưa quét đến. Phải tiếp cận gần hơn. Đã bị lộ. Indian ở bên phải đang phòng thủ. Hắn bù không trúng. Cái STA-1. Hai ông này đi chung đội với nhau nên phòng thủ một chỗ. Anh em cẩn thận nhá. Đi giữa đồng cho kẻ địch bắn thế kia. Biên tập bắn quá nhiều. Từ từ. Cột 357 đâu ở bên ngoài. Anh tao ngắm về đây chứ. Tiếp tục yểm trợ đồng đội. Tấn công vào vị trí của hai tạng chung. Gớm vậy. STA-1 vừa sử dụng đạn hit bắn xuyên mình. Chỗ nào vậy? Uầy, ngay trước man led. Đùa tôi à? Đáp trả lại 290 sát thương. Liệu chiếc TA-9 có thể ăn được chiếc Indian? Phải nói thật, STA-1 đã quá may mắn khi đục thẳng vào man led và xuyên. Nói thẳng với anh em, con này cày bạc kém, chắc chỉ hơn Caliban, không bằng Gonzalo, Sacklerman hay Kainovun Exenic đâu. Đánh giáp lá cà, gặp kẻ địch giáp dày cái chuyển sang đạn vàng ngay thì lấy đâu ra mà lãi bạc. Cũng giống như con Obsidian của sự kiện năm ngoái, phải chơi theo kiểu cận chiến, đạn thường kém, có kiểu chặn đạn ở phía xích
sử dụng bộ giáp nghiêng, tìm một vài vị trí rồi thì đẩy đường các thứ. Nếu giữ nguyên cái thời gian nạp đạn 8,5 giây cơ bản và sát thương trung bình mỗi phút sẽ ngang với chiếc Hinowon Action X thì mình sẽ chơi chiếc xe này nhiều hơn. Tất nhiên đây là hàng miễn phí cày quốc nên mình khuyên thật anh em nếu có thời gian hãy bỏ ra để lấy nó về, sưu tầm cũng được cho đẹp kho. Và đó là video ngày hôm nay của mình về chiếc Nurgle. Anh em thấy sao? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye.